bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là một tuần thì mình sẽ ăn những gì nhá. Yo! Mất nè nè mình ăn nha, mình lệ lòng tiền quá. Mong quý vị ổn định chỗ ngồi. Chúng ta kết thúc lần 1, chuẩn bị qua lần 2. Quay quay tất cả tập trung nha. 3, 2, 1, lật. Cuộc đời ai biết trước ngày mai sẽ thế nào. Ta-da! Mình mới đi bắt thợ săn mua nải chuối. Mà nó cũng chín rồi nên là mình sẽ làm bánh chuối chiên. Trước khi cắt chuối thì mình sẽ đi pha bột để cho bột nó nghỉ một xíu rồi mới đi cắt chuối, ok. Đó, giờ thì nêm đường với muối vô. Xong rồi mình sẽ pha nó đặc đến như này. Bởi vì nếu mà lỏng hơn thì nó sẽ dễ bị bắn lắm. Đó, xong lột chuối ra rồi chiên thôi. Không có đoạn ăn đâu nha. Nguyên liệu mình đã sơ chế đủ, hôm nay mình sẽ nấu canh lên bí với cả thịt bò xào mà mình bị mua nhầm cái phần thịt bò này mọi người ơi, còn nó toàn gân mà bí xào lên sợ chắc nó dài luôn á, nhưng mà thôi đại nha. Đó, còn đây sẽ là nguyên liệu để xào cùng với thịt bò.
vừa xào bò thì mọi người cứ xào lửa to nha, lửa xào trong thời gian ngắn này. Tí xào tiếp, okay. Xào hành với tỏi trước để cho hành tây vô. Không sai lầm. Đấy, đó, anh biết hành thôi. Ok. Tới ngày thứ mấy rồi đây? Hôm nay mình sẽ ăn thịt kho trứng nha. Bỏ trứng vô mình cơm luộc luôn. Thế là mỗi lần thắng đường tao cứ hay sợ nó bị cháy à. Bị khét cháy đó kìa. Cháy là cháy thế nào được? Nó gọi là nghệ thuật. Nấu hơi nhiều nước. Sorry. Biến quyền. Mọi người có thấy gái đẹp bao giờ chưa? Nè, đẹp gái vô cùng tận luôn á. Mọi người đó, hôm nay là may mắn lắm mới bắt gặp cái video của tôi đó. Đó, đi ăn sinh nhật nè. Nay cho đi ăn sinh nhật ăn tôi ở cái quán tăng một này nè, ngon dữ thần luôn trời. Nhưng mà bị cái nó nóng quá. Cái bàn tôi ngồi nó không có cái quạt nào luôn. Trời ơi, tôi ăn trong đau khổ nhưng mà đồ ăn ngon. Cũng chấp nhận. Hết sạch, đó, ăn chưa đủ còn gọi thêm nữa. Mà đồ ăn ở đây ngon thiệt, ở trên lầu có hát karaoke nữa. Nhưng mà bọn mình chỉ đi ăn thôi. Rồi, bây giờ hãy cùng mình lên đường truy tìm kho báu nha. Rồi nãy giờ mọi người đã tìm ra kho báu gì chưa? Chán thế, bảo vật ngay đây mà. Thôi thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ê, xin lỗi được chưa? Đó, sinh nhật tháng 3 rồi, giờ tháng 6 luôn rồi mới đăng. Bình thường mà đi sinh nhật thì bọn mình sẽ đi iCool. Giá ở đây thì cũng mắc lắm, nhưng mà được cái là giá âm thanh với lại dịch vụ chất lượng. Mà đi đông á thì chia ra nó rẻ. Đó, quậy dữ luôn rồi đó. Rồi, bọn mình sẽ chơi ở đây, rồi cũng sẽ đi về thôi. Mọi người cùng xem nhé. Hello mọi người, lại là tôi đây. Thì hôm nay tôi sẽ làm thịt cốt lết. Cùng chuẩn bị nguyên liệu với tôi nha. Bây giờ tôi sẽ ướp thịt trước xong tí nữa mới làm. Giờ sẽ cắt hành tỏi, cắt nhỏ hành tỏi xong ướp nha. Mình sẽ nấu khoai tây cà rốt nha.
rửa rồi mới cắt đó nha. Đó, ớt thịt xong rồi, giờ cho lên chiên nha. Clip này mình quên mất quay đoạn ăn rồi. Mọi người coi mình đi cà phê trước đỡ nha. Quán này xinh lắm mà bị cay nóng với lại đông lắm. Mà kiểu đèn thì cũng hơi bị tối nữa. Mà được cái bình xung thì ngon mà giá thì rẻ.